cân nặng của nó tới 30 cân và chiều dài của nó là hơn 2 mét. Định Nam Đao, siêu vũ khí của Vô Mạc Đăng Dung đã giúp ông dẹp tan kẻ thù trong các trận đánh và trở thành hoàng đế 500 năm trước. Hiện nay trên thế giới chỉ còn duy nhất hai thanh bảo đao quý hiếm, một trong số đó chính là Định Nam Đao. Trong số này, hãy cùng Nếm TV đi tìm bảo vật quốc gia tưởng chừng đã thất lạc nhưng lại trở về bất ngờ khi thiên hạ thái bình. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Nếm TV. Ngày hôm nay thì mình xin mời các bạn hãy đến với cả Hải Phòng và nơi mà mình đang đứng đây, đó chính là huyện Kiến Thụy. Chúng ta chuẩn bị được tham quan một ngôi đền có ý nghĩa trong lịch sử, toàn cái câu chuyện lịch sử của Việt Nam, đó chính là đền thờ nhà Mạc. Và ngay ở cổng vào này thì chúng ta đang được thấy toàn cái khu sân đầu tiên. Rất nhiều cái họa tiết được làm bằng đá. Ví dụ như cây cầu này. Đây là cây cầu làm bằng đá hoàn toàn luôn. Hoàn toàn đá nhé mọi người nhé. Và bên dưới thì chúng ta đang được thấy một cái ao. Và cái ao như này thì người ta sẽ dùng để một số người phóng sinh kia. Đấy, mình thấy có một vài con rùa rất to. Các bạn có thấy không? Trên máy quay có thấy rõ không? Đấy. Đấy con rùa này. Thì vào những cái ngày lễ thì mọi người sẽ phóng sinh hết rùa xuống dưới này. Vào cái ao này để bảo tồn. Ok. Tất cả những cái hàng rào ở đây đều làm bằng đá. Và chỉ một lát nữa thôi, khi mà chúng ta đi tiến sâu vào phía bên trong đền chính thì các bạn sẽ thấy là rất rất nhiều họa tiết đá. Thậm chí là những cái bậc ở dưới mình đang đi đây này cũng là bậc đá luôn, được giải đá. Và mình đã đến với cả đền nhà Mạc này rất nhiều lần rồi và mình thấy là cái không khí ở đây rất là yên bình. Bởi vì đền nhà Mạc nằm ở giữa một cái cánh đồng, chúng ta có thể nghe thấy cả tiếng chim hót luôn. Không chỉ có ý nghĩa mà ở đây sẽ là giúp cho chúng ta có thể là có một ngày thư giãn luôn. Và phía của trước mặt kia thì chúng ta đang được thấy đó chính là cổng tam quan. Với hai con rồng ở dưới và bốn con nghê đá. Phía bên trên thì là những cái đầu rồng. Họa tiết con nghê và con rồng ở mỗi nơi sẽ khác nhau. Và ngay ở cái chỗ đền nhà Mạc này thì chúng ta sẽ thấy là những con nghê đấy trông rất là thân hình, rất là mảnh mai, khác hẳn so với những con nghê ở cái chỗ khác. Nó mang vẻ dữ tợn. Thì con này trông rất là hiền lành. Sau khi mà qua được cổng tham quan thì chúng ta đang được tới với cả sân chính của khu đền nhà Mạc. Đây chính là khu đền chính. Và các bạn có thể thấy là cái sân này rất là rộng. Nếu mà vào những cái ngày lễ hội ấy, thì ở đây sẽ tổ chức được rất nhiều những cái hoạt động. Và phía ở bên tay trái kia thì mình đang được thấy một cái khu. Ở đấy là cái khu mà du khách có thể là trải nghiệm những cái hoạt động vui chơi dân gian dưới thời nhà Mạc. Nhưng mà tiếc là trong cái dịp này đã qua lễ hội rồi và cũng đang là trong cái đợt dịch corona nên ở đây không có, gần như là không có hoạt động gì khác. Tại đây hai bên thì có hai cái tấm bia thì mình sẽ tới gần xem ở đây bia viết gì. Đây là chiếu nhường ngôi. Giờ ngọ ngày 15 tháng 6 năm Đinh Hợi, tức là năm 1527. Lê Công Hoàng, đương kim hoàng đế thời triều Lê Sơ đã hạ chiếu nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung. Và chiếu nhường ngôi có đoạn viết: từ cuối đời Hồng Thuận, lúc gặp quốc gia nhiều lận nạn, Trịnh Trung lập kẻ nghịch lên ngôi, lòng người lìa tan, trời cũng không giúp, lúc ấy thiên hạ đã không còn có phải nhà Lê vậy. Ta, tức là cung đế, bạc đức nối ngôi không thể gánh nổi thời trời ơi
Nói chung là rất là dài. Đây là một cái chiếu nhường ngôi của vua Lê Cung Hoàng nhường cho vua Mạc Đăng Dung. Mọi người khi mà tới đây, mọi người có thể là đọc cái chiếu nhường ngôi này. Bởi vì bây giờ nó hơi mờ nên là mình đọc nó lâu và mất thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp với cả cái bia bên kia. Xem nào. Nhớ nhá, hai cái bia này tưởng chừng nó không có ý nghĩa, nhưng mà khi mà các bạn tới được thì các bạn sẽ đọc được rất nhiều thông tin hay. Ở đây có các em nhỏ đang buổi chiều đang tới đây để tập thể dục. Mấy đứa này cũng xem nếm à? Ok. Và ở cái tấm bia tiếp theo bên tay phải này thì chúng ta đang được thấy thông tin bia tưởng niệm vương triều nhà Mạc. À, như vậy bên đây là bia của tưởng niệm vương triều nhà Mạc. Tuy nhiên những cái dòng chữ ở trên này nó sơn màu vàng, hơi bị chìm. Mình nghĩ là sau này ban quản lý nên sơn lại bằng màu đỏ thì dễ nhìn hơn. Ừ. Chứ như thế này thì mình thực sự là mình không thể đọc được nữa. Dọc hai bên đường đi lên trên khu đền chính thì chúng ta còn có thấy 10 con vật, mỗi bên 5 con. Thì ở đây là 3 con voi và 2 con ngựa. Những con voi ở đây đều có những cái ghế ở bên trên. Nó gọi là gì nhỉ? Mà cho những người quản tượng ngồi lên trên ấy. Ngựa ở đây đều có yên ngựa hết rồi. Bên kia thì là 3 ngựa, 2 voi. Bên này là 5 voi, 2 ngựa. Và tất cả đều tạc bằng đá hết. Như cái lúc đầu mà mình có chia sẻ ở bên ngoài cổng, đó là khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc này. Hầu hết các họa tiết, các kiến trúc ở đây đều tạc từ đá ra. Một sự kỳ công mà không phải là ngôi đền nào cũng có. Chúng ta đang được thấy 2 con rồng và 2 cái khẩu thần công. Và dưới cái thời của vua Mạc thì đã có những cái khẩu đại bác như thế này rồi. Nếu như ai mà từng tìm hiểu về lịch sử thì vua Mạc Đăng Dung là một người mà có tài nghệ chiến thuật rất là cao, mà ông đã lên ngôi nhờ vào cái tài võ thuật của mình chứ không phải là nhờ vào kinh sử. Thì đây, nhưng mà để nói về cái sự mà phát triển về đại bác này thì phải là dưới thời vua Hồ Quý Ly. Đây, dưới thời vua Hồ Quý Ly thì cha con vua Hồ Quý Ly đã thiết kế ra cái khẩu thần công như này. Một bước ngoặt lịch sử trong những cái vũ khí của Việt Nam. Các họa tiết đúng theo kiểu ngày xưa luôn. Phía bên tay trái thì chúng ta đang thấy khu sắp lễ. Ở phần chính giữa là điện chính. Và bên tay phải là nhà của ban quản lý. Đây. Thì nhà của ban quản lý và cái khu sắp lễ thì trông kiến trúc nó rất là giống nhau. Ở phía bên ngoài điện chính này thì chúng ta đang được thấy những kỷ lục của Việt Nam. Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục. Đây là bút nghiên mực và giấy bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam. Và thời điểm xác lập kỷ lục là 5 tháng 2 năm 2014. Thì đây chúng ta đang được thấy, đây chính là chiếc bút đá. Đây là nghiên đá, nghiên mực đấy. Ngày xưa là nghiên mực này thì ở bên trên là có một cái để mài mực đây này. Đấy, xoay ra mực tàu ấy. Và chúng ta sẽ vẽ. Ở bên đây là gì đây? Mực và giấy đúng không? À.
dính trước cái cuộn tròn kia. Ừ. Ở đây mực, đây mực là cái thanh. Mực đây, ờ, đây là mực. Thanh để mài. Và bên kia là giấy. Đó, đây là những cái tác phẩm điêu khắc trông rất là tinh tế, bởi vì là mỗi một cái vật dụng đều được cõng trên lưng bởi một con linh vật nhỉ. Còn bên kia thì là một cái giá khiên rất là trông rất là đẹp. Nhìn chung mà nói thì mình thấy là khu đền Nhà Mạc này rất xứng đáng để chúng ta có thể tham quan. Tuy nhiên, đây mới là phần chính và mình xin mời các bạn hãy tiến sâu vào trong khu đền chính kia để chúng ta có thể tìm hiểu cái điều mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay rất là đặc biệt và có thể coi đây là bảo vật của quốc gia. Khu đền chính bên trong hầu hết là những họa tiết bằng gỗ, trụ cột bằng gỗ rất là lớn. Đây, những cái cột gỗ ở đây rất là lớn, có thể là một người ôm vẫn chưa hết. Ở trước mặt của chúng ta đây thì các bạn đang được thấy những cái bài vị của các vị vua. Tông màu chủ đạo ở trong này được chọn là cái tông màu màu đỏ trầm, màu vàng. Trước mặt thì chúng ta đang được thấy một cái kiệu, và kiệu rước này thì sẽ để tổ chức cho những cái dịp lễ hội. Đây là một cái kiệu mà theo mô phỏng những cái kiệu của vua chúa ngày xưa, bởi vì là hai bên là có cái lọng này và trên là cái ngai để cho những cái vua ngồi trên đó. Và cái dịp lễ hội thì ở đây sẽ, cái kiệu này sẽ được đem ra ngoài để tổ chức. Mình thấy là một cái điều rất là tuyệt vời khi mà ban quản lý ở đây giữ gìn những cái vật dụng, những cái, đây, ví dụ như các bạn nhìn thấy cái kiệu đây thì là trông mọi thứ rất là sạch sẽ. Hàng ngày thì đều sẽ có nhân viên quét dọn và bảo vệ ở đây. Phía sâu bên trong kia, đó chính là cung cấm. Và cung cấm thì nếu như mọi người mà muốn tham quan thì chỉ đến vào những cái dịp lễ hội, đó chính là mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng hàng năm. Hoặc là chúng ta sẽ tới vào ngày 22 tháng 8 âm lịch. Đây, phía trong cung cấm. Và bên trong cung cấm đấy thì đã có 5 pho tượng của 5 vị vua Nhà Mạc khi mà còn đang đương nhiệm tại thành Thăng Long. Đây là một cái rèm rất là phổ biến ở các cung cấm đền chùa tại Việt Nam. Phía bên trong cung cấm này là nơi lưu giữ Thanh Long Đao, một trong hai thanh long đao cổ còn sót lại ở trên thế giới. Đấy, một điều tự hào của châu Á và của Việt Nam. Đây chính là những cái bức hình mà tư liệu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chiêm bái thanh long đao. Vào năm 2020 này thì thanh long đao đã có một cái quyết định sắc phong là bảo vật của quốc gia, bởi vì cả về lịch sử cũng như là về cái ý nghĩa văn hóa thì thanh long đao này rất giá trị. Ở đây mình thấy có một cái bảng xác lập kỷ lục tổ chức kỷ lục Việt Nam và đã phong cho cái nghiên bút mực giấy bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam mà khi nãy chúng ta đã nhìn ở phía bên ngoài. Do là không đến vào cái dịp lễ nên mình chỉ có thể là quay thanh long đao mô phỏng ở phía bên ngoài này thôi. Ở đây thì ban quản lý có tạo ra một cái, đã nhờ những nghệ nhân làm một bản sao y bản chính.
Đây chính là cái thanh long đao được sao lại. Cả về kích cỡ cũng như là họa tiết thì nó giống hệt với cả bản cũ. Như các bạn đang thấy đây thì trên thanh long đao này, ví dụ đây là một hình đầu rồng. Đầu rồng đang ngậm với lưỡi đao. Và dưới là con rồng nó cuốn quanh cái cán cầm như này. Thanh long đao này làm bằng sắt và rất là nặng. Nó cân nặng của nó tới 30 cân. Và chiều dài của nó là hơn 2 mét. Để cầm được cái thanh long đao này thì phải đòi hỏi một cái sức mạnh rất là phi thường. Bởi vì như các bạn, nếu mà ai tìm hiểu lịch sử ấy thì sẽ biết là vua Mạc Đăng Dung là một trong những vị vua mà lên ngôi nhờ vào tài nghệ võ thuật chứ không phải là nhờ về kinh sử. Rất nổi tiếng. Nên để mà cầm được cái thanh long đao này thì cực kỳ là phải khỏe. Đây, những cái họa tiết rất là tinh xảo. Rồng là biểu trưng của một số nước châu Á. Nên hầu hết vua chúa, các vị vua đều chọn họa tiết rồng để khắc lên những cái ngai vàng hoặc là thanh báu như này. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã được tham quan khu tưởng niệm Vương Triều Nhà Mạc nằm tại thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan của huyện Kiến Thụy. Mong là mọi người sẽ tới Hải Phòng để trải nghiệm cái khu tưởng niệm này. Và hơi tiếc một điều là hôm nay mình không được ngắm nhìn cái thanh long đao thật. Mặc dù là cái thanh long đao mà mới làm ấy nó cũng khá là giống với cả thanh long đao cũ. Tuy nhiên mình sẽ hẹn một cái dịp khác để quay lại đây review cái thanh long đao cổ. Mà theo như các nhà nghiên cứu thì nó là một trong hai thanh long đao còn lại ở trên thế giới, rất là cổ và có ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Còn sai sót nào trong video này thì hãy bỏ qua cho mình. Còn yêu cầu review một cái khu tưởng niệm nào đó, một cái di tích nào đó thì hãy để lại trong phần nhận xét. Mình sẽ tới đó để quay cho mọi người xem. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình của mình trên dải đất chữ S để xem còn chỗ, những cái nơi nào cần review thì mình sẽ review nhé. Bye bye, mình là Tùng Nếm.